Bây giờ thì tặng thêm, cho thêm, quả thêm, nhắc thêm ở trong cái đường lối mà thầy khuyên rốt ráo. Nói lại đêm hôm, bây giờ phải nói lại cho nó đủ bài bổn, hoặc là cho quý vị nói anh em nghe, gửi anh em thấy vào những cái pháp tu mới nó như thế nào. Mình lại lại trăm lại, không có bắt buộc đâu. Nếu bên tứ trọng ân, bên Bửu Sơn có bốn lại thôi, bốn xá thôi, bên Phật ba thôi. Tại sao lại Phật ba lại? Tam quy ngũ giới. Xin kính thưa quý vị, nhưng mà bây giờ đó mình đi chỗ này thấy cách khác, mình đi chỗ kia thấy cách khác, bây giờ rốt ráo không còn cách khác nào mà mình đang gặp một tiền nhân, một ân nhân mình sống lại ở đây. Họ đã đi rồi, họ đã chết rồi, họ đã mất rồi, mà bây giờ họ còn sống lại ở đây để làm gì? Để gần gũi mình. Họ chết cái thể xác rồi đó, họ còn chỉ có tâm linh và linh hồn họ thôi. Ừ, cái thể xác họ chết rồi, họ chôn rồi. Ừ, họ chôn rồi. Không há này khổ đau, không sợ sệt, không đắm đuối, không mê say. Ngày và đêm họ lông lọc họ để họ coi cái rác rơm, cái độc dược gì đó họ trừ khử, họ đem ra, thì cái tâm linh và linh hồn họ đang có sức mạnh để họ dùng cái đó để mà họ diệt đi cái phàm ngã, cái đau khổ tham lam sân si ai ố. Nên dạ thưa con còn bây giờ còn, nhưng mà phải tiêu diệt nó, còn một chút cũng không được. Mình lừa gạo bán ngoài chợ đó, tại lại tao mua đó, tao thấy còn hai ba hộp thóc cũng lùm dục đi. Mình ăn tố tiếu, mình nhìn coi rau có con sâu không, có đâu, thấy rau cái bẻ để vô, chừng ăn sâu ăn bọ, ăn cái này vô trong đó. Người lặt rau, tu theo lặt rau, nhặt nó, nhìn nó, coi nó, rửa cho sạch, gắn liền vô để đãi quý khách. Quý khách nào? Quý khách Tây phương không nè, thấy không, chứ không phải tầm thường. Mà cái người công quả công phu đó đâu phải lợi đây mà tụng, đâu phải ngồi về mà nói công phu. Công phu ngồi lặt rau nè, lặt cải nè, nấu cơm nè, quét nhà nè, thấy không, lau chùi tất cả những đó là công phu. Mày làm gì mà mày ngồi đó công phu dữ vậy, thấy không? Phải cố gắng. Trong cái chuyến đi mà từ Tây Phương Cực Lạc á, từ Động Đào á, từ nó cảnh thiên đó, mình rơi xuống đây biết mấy trăm ngàn kiếp rồi quý bây giờ mình mới biết, mình biết rồi mình thương tiếc vô cùng. Mình uổng phí quan 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 phí quá chừng nhiều rồi. Nếu mình biết mình không có chạm khắc đó thì mình đi về lâu rồi, mấy ngàn năm trước rồi, cũng như là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vừa nói, thì mình sẽ đạt được rồi, mình sẽ có sức mạnh mà trong sáng đi về rồi. Cái này không có đâu, mê muội cho đến ngày mạt tận này, ngày mà không không có thể này vượt được đó, bị ngăn cản đủ biện pháp phương pháp hết, là đời mạt pháp của Hạ Nguyên hạ rồi, hạ xuống đây rồi để dồn dập, để mất cái chất lượng, mất cái không khí, mất cái trí khí của mình, không được quần lai. Tập tu phải yên tịnh, cố gắng để vượt qua. Lúc yên tịnh đó đó là lúc đó là tâm linh mình đang khám phá ra gì, mà mình đâu có nắm được cái tâm, cứ nói cái tâm thôi chứ không biết cái tâm là. Cái tâm là cái hồn, mà cái hồn mình là một giọt máu tinh vi của trên đó. Mình ăn chay để làm gì? Để lọc lấy những cái máu tốt, máu hồng, máu tinh khiết, máu rất đẹp. Rồi mình không ăn chay cũng được. Nguyên tắc thầy nói bốn, bây giờ mình vượt bằng 10, rồi mình vượt qua 3 tháng, 4 tháng gì đó cũng được. Một ngày thôi, một bữa cơm thôi là mình thấy là mình đã thọ nhận trai giới rồi đó vì. Còn này ăn cả thúng, cả đàn, cả không biết bao nhiêu năm hết, mà cộng tác lại thì trong đó không có ăn chay.
không có thọ thập trai, có nghĩa là không có. Ngay bây giờ được linh, được nghe, được dân dẫn, các ngài đã dừng lại con để mà tu tập theo một cái thế hệ mới, chương trình mới, để dọn dẹp sạch sẽ, để rồi hầu Phật Chúa giáng lâm. Nghe kinh, nghe giảng, nghe kệ, con sẽ tu để chờ Phật Chúa giáng lâm. Phật mà mình còn không gặp được nè, làm sao gặp Chúa? Chúa là Chúa tể càn khôn này đó quý vị, chứ không phải ông vua đâu. Chúa là Chúa tể càn khôn, mình là nơi cõi nào trùng trùng cao cả nhất đó, họ hạ hay là họ chiếu linh quang xuống, họ sẽ quay có một phút mà thì trần gian này trở thành là niết bàn luôn, đó là Tây Phương luôn, để họ tiếp rước mình về. Cũng như mấy đứa bé mà nó vô công viên đi chơi mà mấy cái quay mà đưa nó lên về rước mình như thế đâu quý vị. Mà bây giờ mình say mê nè, mình cầm cái ly này, mình biết trong ly này cái gì không? Nước chanh. Trời, biết nước chanh rồi. Vì mình không cầm cái ly đó thì mình thấy cái gì? Tỉnh tắc lặng, mình thấy mình. Rồi mình thấy mình bên ngoài trước đi nè, cái áo này dơ nè, trời, bàn tay này nè, thấy chưa? Nè, quý vị thấy phép màu huyền diệu chưa? Tất cả các con về, các đạo về, thầy bị gãy, bị xương trong, bây giờ không có gì nữa hết. Đâu có đem cái giả đi biểu dương cho tất cả, để tất cả làm gì đây? Để thu thập hả? Thu thập cái công án mà giả dối ở dưới phàm này để trồng vô thôi, tại mình đó. Tại là mình bị cột hết rồi. Cũng không ai trong lành được nơi cái dũng bùng này đâu. Tất cả quý Phật tử và anh em của mình đồng đạo trong phái Bụi Sơn Kỳ Hương Phật giáo, không có đâu. Rơi xuống hết, bị hết cẳng. Rơi nặng á, thì nó tới cần cổ, mà nhẹ nó tới ngực, nhẹ nữa tới bụng, nhẹ nữa tới đầu gối, nhẹ nữa tới cái bắp chuối ông Nguyễn băng luôn. Than thở nhau, tôi nặng quá chị. Tôi đi vậy, tôi làm phúc vậy mà tôi còn nặng nề quá, ngu quá nói vậy. Tại mình gánh đó, cái đâu thùng nước hay là mình gánh cái gánh đó, lụm củi nè, phân bò nè, ha, cái gì cũng vơ á, đi bán về đó, cái thúng trống đó gánh. Gánh nặng. Gánh về thở ào 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 nên đem chất đó làm cái gì đó. Đó ví dụ mà nói cái người thôn quê hay là cái người của mình đó. Đó, còn gia đình mình gánh gian sang sự nghiệp rồi chứ. Cái tiêu chuẩn con người mình bao nhiêu trăm kg mà mình gánh cả tấn. Nó thì ấm nắng sẽ được. Bỏ xa thì nhẹ, gánh gồng thì nặng. Mà gánh cho ai? Phải mình gánh cho bá tánh chúng sanh chia sớt buồn vui đâu quý vị. Không có. Kệ ảnh, kệ chị, kệ, không có chị, không có lo. Nhưng mà cái lo mà giúp đỡ tất cả mọi người có tiêu chuẩn, họ lợi dụng ma đeo quỷ lộng họ, họ làm cho mình không thể nào tu được vì mình đã vướng rồi. Nó trồng cái án mới rồi, làm sao mình thoát được đây? Con cũng vậy, chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, cha mẹ cũng vậy, là ma ba tầng không đó quý vị. Mà tất cả các vị đó đều là Phật hết đó quý vị. Tiên thần thánh hết quý vị. Xuống đây đó. Lớp lớp hàng hàng. Rồi lu bu mà sống. Bon chen mà sống. Thấy không? Cái nghiệp quả nó quá chừng nhiều. Các con và tất cả quý vị không có hiểu rằng cuối cùng này, hồi hôm và đêm nay có một lớp học rất là tinh khiết, tinh vi. Một lớp học này không hẹn, không cho biết, bất ngờ, để cho trong này đó, ở trong cái vũ trụ này nó tỏa ra để các ngài nắm bắt. Không la lên, la dọn dẹp ba trận làm sao không la, để quýnh. Bộ chính trị của đời, của nhà nước mình cũng xa tắc. Đời, bộ chính trị của đạo tuyệt vời nữa là quý vị. Bộ chính trị của Phật còn cao siêu gấp mấy. Nghe là mình ngồi điện đạo để mình đi về chỗ cao hơn. Không có đâu, rớt hết rồi.
anh em không ngó, cha mẹ không ngó, xã hội không ngó, láng giềng không thương nhau. Cái ăn cái uống của mình, thấy không, phải xớt chia. Tội gì đâu mà bây giờ thầy phải ngồi đây thầy nói như thế này. Không có tội hay lỗi gì đó. Trên hộp máu tuyển xuống ngày mặt hạ này, các ngài coi một 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 ngày ở trên đó là một cuộc đời của mình nữa đó, chứ đừng có nói, thấy không, nó nhẹ như vậy đó. Mà nó gần như vậy đó à, không biết. Cái sâu này là sâu chuỗi, đã kêu là chuỗi, là mình ở trong cái cuộc đời nè, ngày qua tháng lại trong cái chuỗi ngày nha, mình đã quá đắm chìm rồi, mình bơ vơ rồi, mình thất lạc rồi, rồi mình buồn khổ một mình à, rồi đánh đổi cái mình à, cuồng trí mình, cái mình đi vô cái chuyện không tốt. Thì đây là bạn của mình, bạn ơi, ra chơi với tôi chút xíu đi. Mình nắm cái sâu chuỗi, vì chuỗi ngày qua chúng con sống vất vả, chúng con sống mê mệt, cũng như ngủ vậy mà bị tâm thần vậy đó quý vị. Thì mình nhờ, nhờ bạn mình, nhờ câu niệm Phật, nhờ tỉnh dậy. Cái tiếng nói của mình là nói, lời nói tiên nha, lời nói của Phật nha, chứ không phải đem cái lời nói mà côn đồ để đối phó kể từ đây đó, là gì đó bị bớt điểm rồi. Thầy kiếm đạo không có tiếng gì đâu. Tưng để làm gì? Vị nó để làm gì? Đã quyết chí hướng dẫn, quyết chí nhắc nhở, quyết chí đào tạo, nung nấu tinh thần mà đi cương vị sao? Đúng nói, sai khuyên. Như thế. Để mình lăn lóc. Mình lăn lóc trong mấy trăm kiếp đời rồi. Mình chìm trôi lăn nơi biển rồi. Bây giờ mình lăn lóc để quay trở về thiền nội, để gặp Phật, gặp thầy ở trong bên trong của mình. Từng đêm khuya, từng cái đau khổ mình á, mình mới ngồi mình nhớ Phật nha. Rồi à, mình nhớ tiên, nhớ thánh thần, hay là nhớ thầy mình Đức Giáo Chủ, hay là nhớ Đức Phật thầy đây. Còn mình sung túc quá, giàu có quá, cái gì cũng được hết, mà muốn cái con nó cung cấp cái này, cung cấp cái kia đem về, mình thấy vậy là mình tiêu biểu là tốt ha. Hay sao? Hay là mà ở đó nó thương mình, đó như vậy đó, thương mình nó phải đi tu và nó phải lăn lóc, nó chịu cực khổ, tiết kiệm tu hành. Thời kỳ này Phật đã đại ân xá cho con muốn gì, con muốn trời cũng vậy, mở cửa rồi quý vị. Muốn tu, muốn quay về hay muốn đi, muốn chết hay muốn rơi địa ngục thì mở cửa hết, địa ngục mở, thiên đàng mở hết rồi đó quý vị. Rồi cái tâm mình cũng mở hết rồi đó. Mở đừng tham, tham muốn cái này cái kia, vọng dục đó, thấy không, đừng gom vô. Thấy mà không thấy, có ở đây mà không ở đây, nó siêu màu như vậy đó. Mình đem cái chân lý của Phật chứ không có dùng cái lý tưởng. Mình nói đúng, cái ông bà cái trời, chú này chú nói có lý quá, thấy không. Cái lý đạo, cái chân lý con người khi ra đời là có rồi đó. Thì lớn lên á, mình bị nhiễm, Đức Thầy nói mà, lớn lên bị nhiễm lợi danh, rồi khiến mình làm cho Phật tánh mình lu mờ thôi chứ không ai hết á, tại vì à, nhưng mà mình đã giao phước, ngày nay mình mới được hưởng nè, có cơm ăn, có mồm vô nè, thấy không, có được quần áo rất là lành nè, mà có được cái chân tánh và cái tâm được thu hút những lời của bậc thánh nhân tại thế. Còn mình bích lại, cái lỗ tai có mà bích, cái tâm có mà không có lay chuyển, nằm yên chỗ đó rồi quậy, rồi tiếp cái tâm phàm vô, vô chơi cho nó vui, vô tình ta vô ta ăn trộm, ta lấn hết cái tâm thanh tịnh của mình, ta lấn hết cái đền thờ của mình, ta lấn hết cái chùa của mình, ta lấn hết cái miếng đất của Phật ở trong trong của mình. Mình không nghe. Ông đầu hai vô đây ngồi, con ra ngoài đó ngồi đi. Ngó là thầy nè.
Thầy xin lỗi. Và trong khi cố gắng á, mới là xây dựng được niết bàn. Nếu không thương, không có khổ đâu. Thương mới là khổ. Cứu mới là khổ. Dẫn dắt mới là khổ. Rồi cố nhớ, cố lưu tâm, lưu giận mới là đau khổ nhất nữa. Còn em có đâu, thương, thương sơ sơ à, chỉ dỗ dai ôm hung đồ này cho nó làm cái thối đó. Cái thối đó là cái phàm dưng lên tới đầu rồi đó. Nó tràn lên, không biết gì vậy đó. Thấy không? Không có nha. Phật nói nếu mà mình quyết chí không động tình, không động cũng không tình, lo trao dồi. Về thắng là hết đi, bên nữ cũng vậy. Bên nam cũng vậy. Vì cái thế giới này hiện giờ cho mình quá là tốt đẹp. Nếu ai mở được cái quyền không động này thì sẽ tiếp không khí của trời mới. Rất tuyệt vời. Và thuốc có nè, thuốc có nè, thuốc độc có nè. Mình đã tiếp, mình xin được thuốc giải độc. Thuốc giải độc đó, mình yêu thương nhau, hiền lành nhau, đại phước à, lúc nào cũng không buồn hết, vui vẻ. À, đó vậy đó. Đó là mình có thuốc giải độc rồi. Rồi mình không có ghét ai, không giận ai á. À. Rồi không tiêm nhiễm cái việc gì hết á. Đó là mình đang nung nấu cái thuốc giải độc chính mình, chứ không ai cứu mình được đâu. Còn mình bị thuốc, thuốc độc mà mình không biết rồi mình kêu, kêu trời dẫm đất đó. Thì hằng ngày mình nung nấu cái thuốc độc đó. Nói gì cũng ác, làm gì cũng không ra gì hết. Ghẹo chọc, móc môi, tầm bậy tầm bạ. Đó là lấy những cái rác đó để nung nấu thuốc độc làm gì. Rồi còn bài mưu lập sự nữa, thấy không? Còn đam mê nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Có phải là thuốc độc không? Còn thuốc giải độc không có đâu. Giải phóng, giải quyết, giải thoát luôn. Có thuốc hết. Phật nói, Bồ Tát nói, Đức Di Lạc nói, Sư Phụ nói, tất cả chúng con phải mở cái quyền quang ra, mở trí ra để thấy cái cửa, cửa năm quan của mình đó. À, rồi sáu cái cửa trần này nè, sáu cửa lần đó, rồi mình là con tinh chín lỗ nè, nha, nè, 2, 4, 6, 7 đại tiểu thần dưới, hoặc lấy trung đạo, hoặc lấy ở đây, thì chúng ta dù có vợ chồng danh chánh ngôn thần, Phật không có chấp những việc đó. Nhưng mà mình biết rồi đó thì mình phải xa, xa cách. Vì mình khiêng cái cây này mệt quá, giờ không khiêng nữa. Lăn, lăn tự tử. Đó vậy. Hoặc là mình đi xa, nghỉ 3 lần. Thì chính mình không á. Mà bây giờ mình không có đón tiếp được cái ngôi trời đã đến. À, ông tổng thống này, ông sắp thay đổi rồi. Ông cũ. Mấy mươi tuần trời, ông trời này cũng thay đổi chứ. Đức vua đó, nó đức vua trời đó, thấy không? Phải thay đổi. Còn Phật đó, không thay đổi. Vẫn thường trụ và an trụ. Không trụ mà trụ. Không thay đổi. Vì Phật đâu có gì đâu. Còn trời có. Nếu mình về cảnh trời rồi đó, thì Đức Chúa Giêsu Christ được. Ngày về, về cảnh trời, phải đầu thai trở xuống. Phải Đức Mẹ Maria chuyển hóa tất cả các cấp thần, ông Thánh Giô-sê cũng vậy. Đó, để mà nâng niu đưa cái vị đó xuống, gỡ con nhà trăm anh để tu tiếp, làm con chiên rất trong lành. Thấy không? Nhưng mà phải đầu kiếp qua làm hoàng tử, công chúa. Làm giàu. Tại vì người ta tu bên đó, người ta cũng phải làm thước, làm này kia nọ, chứ đâu phải mình là Thiên Chúa. Không nên nói về Thiên là trời rồi. Chúa là quá cao siêu rồi đó, gọi là Thiên Chúa. Còn mấy nhà sư tăng này đó, thế Phật. Đó, thế Phật. Nhưng mà không biết gì hết à. Mình thế thôi nha, chứ đâu phải mình làm thiệt đâu. Rồi mình phải làm thiệt. Đó vậy đó. Chứ mình được khinh bỉ. Đạo cao đại. À, tại sao cao? Thì các người đó nghĩ là mình đạo cao đại chắc cao hết. Không còn đạo nào hơn hết. Chết đi con.
Nói đây nói luôn, nói chung đó, đừng đừng ngạo mạn, đừng nghĩ mình có chết biết chưa. Đức Tổ nói là ta chưa có chết. Mấy người kia hỏi hại. Chết thì biết cái cảnh ngục tù, rồi biết cái này kia, rồi làm sao chết thì biết cảnh trời. Vì mình không học được cái khóa đó làm sao mình về. Còn cái địa ngục á, thì mình rác rơm dơ dớm nè, ống cống nè, không hèn nhát, không có giá trị gì. Thì cái địa ngục nó gần bên con mắt mình. Nặng, nhẹ. Nhưng mà cái nhẹ của mình á, nhẹ nhàng nha, nhẹ nhõm nha. À, rồi à, nhẹ thân nha. Chứ còn nhẹ cái linh hồn của mình à. Để chúng con phiêu diêu về miền cực lạc. Để học nghe trò đừng mê hát mê ca. Con ơi Chúa Thánh gần ra, ráng về tu tịnh đạt được ba la trong lòng. Ở nơi đây nè, đêm khuya nè, thanh vắng chốn rừng tầm, thì con có biểu con mặt nâu sòng làm chi. Phải cố gắng để quyền tri trong tâm tánh. Hỏi là mình có cứu cánh được mình không? Hay là nghĩ chuyện minh mông thần si rồi quỷ mớ lòng ngồi trong tâm mình. Thấy ai mình cũng liếc mình nhìn. Nhìn qua thế hệ đó chứ không có trình diễn ai. Thấy ai ngó mãi ngó hoài ngó để tìm nhiễm trốn trần ai giàu nghèo ha đẹp đẹp xinh đó. Còn mình xấu đó, mình ngó họ. Để rồi mình hay là ngó họ rồi tức mình chết luôn. Vì mình không có đẹp, vì mình không có gieo, không có trồng những cái giống tốt, thì làm sao mình hưởng cái cảnh đẹp đó. Con ơi tỉnh dậy nghe thầy, đêm mi buồn thầy lặng lỗi, giờ này khuyên ai khuyên bá tâm, nhắc gái trai đồng đạo, nhớ đừng buồn thầy dẫn vào giường tiên. Tới đây con phải làm hiền thọ lãnh lời nói, cũng như con lên thuyền về quê ráng mà vịnh be chắc. Để thầy chèo, thầy bơi. Nếu còn ngồi lắc thì thiền rơi xuống tầm. Mình phải trọng quý Phật nè, trọng quý thầy, trọng quý cái tâm. Ráng nghe thầy giảng, có sai lầm tỉnh mau. Cứ nghe cái cơ đạo đó, sống nổi ba đạo mình còn sống không? Mình thấy được không? Mà mình ào ào cầu xin. Đến mình mà mình còn không tin. Làm sao mình tin được Phật Pháp đăng trình quảng khai. Khôn đi bớ gái bớ trai thuyền môn thì đóng cửa. Rồi ngày mai không yên nhàn tiễn lựa anh em. Đi nhìn họ nhìn hàng. Nếu đúng á, thì thầy dắt. Trên đàn về quê, còn không đường họ, họ về đường mình bước. Thì kéo sơn khê, mình ngồi, đâu có gì đâu. Mà mình lo chi nữa vậy? Mình để cái tâm mình, nó cách biệt xa xôi. Nó không an trụ, làm sao mình ngồi cùng tiên. Theo thầy, con quyết chi làm hiền ra đi. Bở chúng truyền miệng hằng ngày. Thấy chưa, sống ở đây đau khổ quá. Mà có nhiều người trí rất là tỉnh không sai. Mà tỉnh rồi không gìn giữ thì nó cũng quay lại phàm. Ráng gìn giữ mình để mình học Phật Cồ Đàm. Học danh, học nghĩa, học làm thiện lương. Nhìn đi sư phụ đoạn trường. Nguồn tàng tìm đủ cách phương cứu trò. Mình lưu lộng lắm đó, mình không có lo. Mình tưởng là mình xuống dưới bếp, mình nấu kho ngang tàng.
tưởng mình mua bán gian hàng đó là mình tốt lắm các bạn, vàng nghĩ đi không có đâu, tưởng là mình nhà cửa nè, xe cổ nè, đất đai thì của trời trả lại, rồi mình đi trở về hai bàn tay trắng thầy phê, nhìn coi cho rõ rồi về nghe hôm. Mình tu hành nè, chậm chậm, Phật nói không có bôn chôn, thầm thâm vi diệu mới tồn, nghe chưa? Vì mình đội nắng tắm mưa, lúc nào cũng ướt át, mình chưa ráo kìa. Phật Pháp Tăng đó, sớt chia nhiều điểm tốt, mà các vị thánh nhân lâm phàm này đã quyết chí cốt, khuyên lớn. Dân ơi đừng có buồn hờn, phút này ngài đổ tận trong cơn đấy rồi. Dễ tu lắm đó, mình đi, mình đứng, mình ngồi, thầy thử trò nhiều chuyện để cho con có ghi rồi không sao. Lớp thì thử bệnh thử đau, lớp thì mắc lệ tuôn trào, ước mi thử từ con đứng con đi, nồi ngồi nằm cũng thử, mà quỳ thử luôn. Rồi ngày thứ triệu thử muôn, coi con nghèo khổ có buồn hay không. Buồn sẽ được, mình là một người đại công đại báo, đại hiếu với cha mẹ mình rồi, rồi đại thảo đại ngay, mặt tình chúng đã mỉa mai, còn con phủi sạch không dai nợ trần. Mình thu một chút à, thì đắc đạo được toàn phần, không phải tu lần rồi lại bỏ quên. Ráng đi đạo, thầy đã kể bên trò đó. Nếu cái nguồn tin á, cũng như cây cỏ mình nâng, cỏ nào mình để cũng dâng, còn cỏ nào râm rác thì ra sân cuốc liền bỏ nó đi. Mình không phải bỏ của bỏ tiền. Tiền tiên tiền Phật nói liền cùng ta, đừng đem tiền quỷ tiền ma, nó đâu có ở với ta lâu đời. Tiền của Phật, tiền của trời đi vĩnh viễn. Tiền mình cực nè, mồ hôi nước mắt mình nè, thấy không, không có lợt phai. Còn tiền tham lam mình dai, mình đem cả thúng ngày mai tiêu tàn. Không nên giữ nó, mà phải giữ nó lại. Cũng như Phật nói các đấng từ hàng, quyết ca lòng mà độ chúng, ở cảnh trần gian rồi về. Ngài đâu có hưởng cái gì đâu. Đó, cái gì? Còn mình cứ lòng dạ tấy tế, cúng nhiều nè, cúng ít nè, mình chê rồi mình buồn. Ráng đi rồi trở lại cội nguồn, quên đi nghe quý vị cái tuồng giả mang. Ở đây là chốn trần gian, bây giờ mà bá tánh gian nan tới rồi, làm sao cứu được dân ơi. Chính mình rồi cứu cánh cho mình rồi còn nguyên. Thầy nãy lánh lĩnh bơi thuyền, buổi chiều mà còn đợi nơi miền sông mà mê, đợi sao con trẻ không về, còn chờ khách này là hồi quê chứ thầy mừng. Chờ ai mắt lệ rưng rưng, không phải mà chờ đạo chứ gánh bưng cho của tiền, chờ đồng đạo về miền tiên Phật, chờ con tu siêu bậc mới màu, chờ con tỉnh diệt cho lâu đặng mà trời chứng Phật thâu đem về. Giờ thanh tỉnh thầy kề giảng dài, đừng có quỳ lái bái chi nhiều, tâm lòng con biết thương yêu, tâm mình là
cảnh chư cậu kiều bắc qua thân của mình cung nga đừng bỏ. Đâu phải tu gõ mỏ tụng kinh mà mình không biết chớ lại mình đến khi mà hoạn nạn ai sinh được nào. Miệng hô hấp lẽ nào như két, hỏi đạo tâm có xét lòng chưa. Nếu không mỗi sự mỗi chừa ta ngồi phơi nắng chịu mưa tu hành Phật là bậc hiền lành đó đạo. Trong từ bi khắp hỏi mỗi nơi tại sao mình lại quên lời. Không nhìn mà đất Phật chứ không mà nhìn trời Nam. Nay thiện chí phải làm cho được, ta còn đây tạo phước gieo ân. Tu sao đừng có bâng phân, dù ai có oán ghét dạ dân không buồn. Như thế đó điên cuồng gì đâu, hả mình đi hoài báo vô cùng. Tới đây xuất hiện lạ lùng, mình đâu xưng bá xưng hùng còn nguyên. Mình tu tỉnh không điên nghe đạo, điên cải kinh thầy giáo đây nè. Đầu điên bánh lái cùng chè hay là của thế một ghe chở về. Về đâu đảo nặng nề cũng chết. Biết được rồi thì hết kiếp xưa, tỉnh đi con trẻ để chừa. Bây giờ thì giảng như đại thừa không trung. Ngày tới đây lạnh lùng hết rau, không chùa am tâm bảo gì đâu vắng quẹo. Cây cỏ cũng não sâu, trời buồn mà đất thảm rồi còn đâu cái việc gì. Sửa chùa đi các mi các đạo, để ta tu ta dạo hằng chùa ta sửa lại ngày mai, đặng rồi thờ đấng Như Lai mới thành. Đêm thanh tịnh thì dành cho chút, đó là con coi phúc cho nhiều đời. Đừng mong danh dự con ơi, danh gì nó cũng chưa tạc thời trôi mau. Giữ cho được đồng đào tiên cảnh, giữ làm chi cái cảnh trần gian. Vui mới chiều lại chưa bị tan, giữ chi mà vui vậy chứ các hàng đạo tâm. Giữ cảnh Phật thầm thầm di diệu, không lật phai ân chiếu điện liền. Hào quang mình có nơi miền, mình chùi lao sạch sáng liền như ở trắng. Tại không chùi nhện văn bụi bám, thầy nói đây thầy dám bài khai gì. Thầy dưng lệnh đức ngài, bây giờ quần đạo đặng khai tiếng hiền. Thương cũng được ghét liền cũng được, lái con đò thầy vượt qua bờ. Chúng sanh còn quá dại khờ, đò tiên còn đổi cho con chờ không lên. Lên tầm bảy về nền sao được, phải đắp bờ đức phước cho đầy. Cho cao xa chỗ chưa bụng lầy thì mình lên đạp chứ nó gì khỏi băng.
quá bị dân bị mất, mình nị rồi chắc bật chưa thành thuyền. Đem của rồi lại đem tiền, cũng dân tầm bậy chết liền tội mang. Tiền của Phật rõ ràng ẩn lộn, tại mình không việc bổn tri căn. Tiền nào làm chuyện khó khăn, mồ hôi nước mắt là đại căn chứ Phật trời. Tiền ma quỷ cấp thời quá xa, nói một câu rồi há chứ cả nhà. Nhưng mà nó đã bay xa, nó chờ, nó đợi cho ta bà rồi coi. Bạc không cánh bạc bay quý vị, đám vàng thôi cũng bị tiêu diêu. Vì dân bệnh tật quá nhiều, còn bị mà giặc cướp quy điều làm sao. Có tiền của mặt sau mờ ám, không có tiền bụi bám mi dân. Đói đau ôi hỡi tường hằng, nghĩ si đi đảo rồi việc căng tu hành. Chỉ có tu mình danh của Phật, đêm mi giao lòng đơn siêu bậc phàm rồi. Thương trần thương quá trần ơi, lớp sầu mà lớp nào sợ ôi khốn nàng. Vậy chưa biết cừ ngang cừ ngựa, còn đùa nhau chọn lửa đẹp xin. Tại sao bỏ sám bỏ kinh không có, mà quay lại để cầu xin như tội mình. Lo cho quá đất sình cũng chết, chôn vùi đi rồi ếch chứ rắn ăn. Con ơi trời đất săn bằng thì đâu có gì, chỉ đại căn mới còn. Tu phải ráng chiều lòn lại bay, thọ lờ rồi trai gái nghe chưa. Pháp môn của Phật Đại Thừa, mình không làm đúng rồi ai đưa cao dài. Nhớ được rồi không phải một phút, là con về cốt nhục Phật tiên. Tuy rằng thân xác ở miền, hồn linh thì vẫn nối liền Tây Phương. Sát ở thế đón trường khổ quá, còn lo tu thần bá không sao. Canh khuya thì dần về nào, Phật bà phản chiếu rồi đưa mau về miền, cho phai lạc của tiền trần hạ. Giấy đầy rồi cao cả không không, tiền bạc của cái quá đông, làm sao con thoát được chứ qua dòng tử sanh. Tâm lục dục đang giành đang giật, đâu chịu tu khổ cực đói nghèo. Đắng mà thầy đã dỡ neo, con lên thiền nọ chứ thầy chèo qua sông. Thấy chúng con dạy công buổi trước, nên bây giờ mới được tỉnh ngồi, còn nghe lời giảng đây thôi. Các bậc mà thiện sĩ chưa trở rồi trần gian. Tu niệm chính quang mang thì trật, lửa cho đi các bậc chứ hiện hầu. Lựa bài học đạo cho sâu, sau này thì lãnh về tấu ngọc hoàng. Lửa kèo cột đừng ngang đừng dốc, đừng có công thợ mộc khó tầm. Lửa cho chính thực đại tâm, lửa ra mà kèo cột không lầm dễ trao. Rồi mình lót nhà nào xuôi mấy, tại
lỡ gì trai gái mê lầm làm sao kèo cột thầm thâm, thầy đang giảng dạy do tâm của mình. Lựa cho khéo không sinh ai hết, lựa cho rồi đoàn kết cả hai thì mình ra, nổi kề dai lộp lên nhà cửa có ai chê gì. Đạo cũng vậy từ bi mình có, hỷ xả người sáng tỏ biết bao hào quang mình có phúc nào. Chùi đi mà cho sáng mau mau sẽ thành tu, con chớ đừng giành đừng giật. Dành đi con cái cực mình làm, đó là mình diệt được tâm rồi, mình sẽ thấy cồ đàm hiện ra, mình kiếm việc ở nhà sung sướng. Sai người làm hay mướn người làm, vì mình quá sự nhảm tham rồi, mình tính toán chứ được làm gì đâu, kiếm mưu kế để thâu tiền bạc. Chơi người làm nổ nạt khinh khi, có tiền ta sợ vậy thì rồi mình đãi tội từ bi chôn vùi, giờ thì dặn đức nguôi chịu khổ. Đừng kêu trời Phật tổ làm chi, mình ngồi mình tính mình truy, mình làm mà mình biết hỏi thì chớ ai. Họ như mình chưa lay chưa chuyện, thua mình kìa, họ hiện xấu quá xa, tại sao mình cứ tới nhà mình chơi với nó, chứ thật là lem dơ. Mặc đồ mới đừng khờ đừng dại, chui vô đông nó hãy dính mình, lớp thì dính mở dính sình, dính sâu vì dính bỏ ra áo mình bỏ ra, mới lãnh đạo Thích Ca Phật tổ, không tìm đường tìm chỗ thoát nguy. Ngày nay thì dán giấy thì đó là tinh khiết tự bi trao rồi, giờ mới mẹ con ơi đừng bỏ. Đi cho xa đừng có quẹt người, thấy chưa họ quá lỏng hư, còn mình tu niệm nhân từ đầy thân thì phải bỏ, đừng gần kẻ ác. Gần Quan Âm Bồ Tát đi con, đặng mình đạo hạnh được tròn, đặng nghe ông lão trên hòn ổng ở phiên. Người tu chính không kiêng không gì, hiến thân rồi dù bị tù đài hay là chết sớm ngày mai, việc trần ta hết kiếp này ta sống. Đây thế giới đại đồng gần mở, Phật lửa coi ai nợ quá nhiều căn tiên, cốt Phật quy điều còn phàm phải lị phải thiêu xác hồn. Nghe cho rõ không gì tồn tại, đánh đua nhau thắng bại một hồi, người còn cũng bị than ôi, còn người bị chết bị trôi ra ngoài, có gì đâu mà đại như vậy, tâm không tu lừng lẫy ngôi trời nè. Muốn cướp hết thảy con ơi, cho nên phải chết như vậy, thời mạng giống biết quy lại tấm lòng hiền hậu. Trên thiên cung ân dấu rõ ràng, còn Phật có đứng từ hàng Quan Âm Bồ Tát luận bàn, cố trí Đức Di Lạc đang đi tìm đạo, tìm những ai hoài bão mang đi, gặp ngài Di Lạc không nguy nhưng mà sức hiện, chứ vậy thì khổ dân. Quỷ bỏ hết tiền trần không có nhiều, làm chi nó bỏ ngôi tiên,
Việc đi nơi khác tái miền thì là lập quốc thần tiên ra đời. Giờ thì dặn con ơi chín chắn, nếu không tu hưởng nặng những gì. Ngày nào sáng tối dậy thì lúc nào con cũng sầu bi lo trần, lo chi nữa Phật gần mình đó. Ráng ngồi tu đừng bỏ nghe hôn, đừng xa vô lưới mê hồn. Kỳ này Di Lạc đạo Phật môn phá trần, ngài tiêu diệt lần lần chết hết. Chưa những ai đoàn kết công phu, hay là các bậc đang tu lựa người mà nay khóc hiềm thù, mai lo đem xuống biển để cho nó ở. Nó quá ngu dai nở quá rồi thì là khổ lắm con ơi. Bây giờ thầy dặn rồi ngồi chứ nghĩ suy coi các đấng từ bi chi đạo. Dùng phép trời đắng giáo trong mây, Nam Mô Đức Phật chứ Đức Thầy. Về rồi còn tái thế chưa cảnh này giáo dân. Phàm vui quá rần rần rồ rồ, tắt bóng đèn sự cố tứ liền. Con ơi phải ráng ngồi thuyền, phải tu mà cho được để xa miền ngục môn. Thiền là trú mê hồn là bỏ, thuyền là trong là có thấy đường. Thiền là mình táo tình thương, mình đang xa nghiệp không dương nghe trò. Thiền của đạo là đò đó đạo, ngồi tĩnh yên rồi giáo qua sông. Con ơi lấy chiếc chưa thuyền ở lòng, thầy ban cho đảo chứ nâu sông nhiều năm. Qua biển khổ phải giả câm giá dài, ngồi cho yên thầy lại nghe con. Ngày nay sức món hơi mòn, trên còn tay thế làm tròn đạo nhân. Phật còn phải dâng rưng nước mắt, không kịp đâu tu tắc mới thành. Còn tu nay lỡi mê danh, mong người nhìn thấy rồi rành cười khen. Như cây đuốc ngọn đèn sắp tắt, còn dần trăng con hỡi sáng ngời. Tuy là không sáng cấp nơi mờ mờ, nhưng mà ấy trên đời thấy chưa, đúng một tháng trăng thời mới lặn. Nhật nguyệt thanh để tặng phàm phu, ngày thời nắng táp ngao du phơi đồ, mà chưởng được cho hình thù giúp ta. Điểm trăng sáng cung nghe rồi xuống, nó tắt đâu đang muốn thì về. Bây giờ thầy dẫn gia thuê, thầy bảo đồng đạo tu kề cho thanh, thì con thấy cội nhìn hết ráo. Mình tu rồi đúng đạo thấy đường, con thấy con đắc con thương. Con còn không có dân dương cái này rồi, thì con đắc đạo ơi khấp bách. Còn mập mờ khích dách không nghe, bị dù mình nó án nó che, làm sao mình thấy mình về mình trôi. Tu không có đừng ngồi cũng có, thiền từng giờ từng phút thở ra đem vô tinh khiết. Vậy mà rác rơm ta thở tống ra bên ngoài, miệng vui vẻ như ngày tươi thắm. Nét dung hòa như chiếu gấm thiêu hoa, sau này nhìn được người ta biết liền con ở cung chỗ nào.
như các nước, nước Tàu, nước Mỹ, hai nước Nga, nước Bỉ kia kìa, sắc màu nó bận bên kia nó về, mình đã thấy thấy kìa, nước Tây nó nói chuyện, mình hay mình biết, cũng như trời đang diệt rồi thâu. Tiên về tiên ở nơi đâu, Phật về Phật ở, Phật chầu mười phương, còn quý vị trên đường thất lạc. Chết cả bầy thịt nạc phơi khô, chết không có được nắm mồ, bị ông Di Lạc ông xô xuống hầm. Thấy chết vậy không lầm nghe đạo, sống làm gì quá xạo quá ngu, vậy mà quá hỡi mờ lũ hại người, mà cướp ba chúng cho ở tù không ra, địa ngục kia trước mà phải thay. Chính mình làm việc quấy đó thôi, thì là chú ngục mới lôi. Mình làm việc thiện làm tôi Phật trời, thì tâm giả sáng ngời nghe đạo. Sau này rồi chỉ giáo là ai, chỉ danh của Phật Như Lai, Cồ Đàm mà giảng dạy ngày nay đất thành Phật. Đâu có Phật danh quý gì, Phật ở trong cái trí của mình. Giả ra đi khất thực ăn xin để mà nói sở sâu ý kinh giúp đời, đi như vậy rụng rời chân cần. Người thấy rồi cúng đặng nhường mau, thử dân thử chúng khác nào Phật kìa, Phật thiệt cho Phật nào ăn xin. Phép phải có phải trình như thế, Phật ấm nó vô kể không lường, Ngài là một đứng vua dương, tại sao như vậy đoạn trường thấy chưa? Phải tập luyện để đưa ba tánh, để mình nhìn cứu cánh niết bàn. Ngài còn bỏ hết gian sang triều đình, vua chúa không mang làm gì, đem hành đạo từ bi rải khắp. Ngày hôm nay mình gặp được rồi, sao không bệnh cặn dân ơi, không lo tu tịnh đặng ngồi công ở phu. Mình mê của mình ngu quá kệ, nói rằng tu nhỏ lệ tuôn rơi, chữ tu đâu phải nói chữ tu thì cho đất chớ ngồi giờ trời thượng ban. Phật còn bỏ gian sang sự nghiệp, để vào rừng cho kịp ngày mai, cứu dân cứu chúng trong ngày. Ngôi nhà của Phật thấy thử lai vô cùng. Hôm nay thầy nhắc rất rõ, mà tất cả quý vị không có được nghe mà không thu thập được thì thôi rồi. Thật sự với quý vị là không ai mà chịu đựng mà phải độ tận, phải giúp đỡ, phải dắt dẫn tất cả các vị. Nhưng mà thầy không cho ai gặp, gặp để làm gì? Chỉ Nam Mô A Di Đà Phật để tu thôi à. Nhưng mà tội nghiệp lắm các bậc đó, hạ căn trôi, trung căn còn vớt được, đại căn đem về luôn. Ba cái căn, một hạ căn, trung căn, đại căn. Nếu mình nằm trong đại căn rồi thì quý vị nghe nói là biết liền, sửa liền, tu liền, diệt bỏ hết, đó là đại căn. Còn trung căn cũng còn hơi lần cận một chút nha, còn hạ căn biết gì. Nếu ăn chay là tu rồi đó, ăn ăn kêu nhiều, mua đồ ngon đồ ăn, ăn chay vô mà để thành Phật, thành chay hết nè, ăn cái gì thành cái đấy đó gì. Còn mình bây giờ mình hiểu rồi, bởi vì là đại căn phước đức đó, là căn tiên có Phật. Ngày hôm nay trong mấy hôm đó thầy hết sức là lo lắng. Bây giờ phút canh phía mà còn lo lắng phút cuối này để phải làm gì ở đây, để gửi đi cho quý vị, để kịp trong cái quân này, gì hôm nay là ngày cận đến mãn cái niên rồi đó quý vị, sang năm mới. Năm mới
Năm cũ năm nào cũng vậy hết á. Ừ, như vậy chứ không có năm nào mà nói là mới với cũ á. Rồi mình mới mà có hay không, rồi mình cũ mới làm gì đó. Như vậy thì bây giờ mình phải biết. Sống mà biết mới sống. Sống tinh tấn. Tin là trọn đức tin. Đứa em mình, nếu nó đúng mình cũng tin hết sức. Anh mình, bác mình, cậu mình, chồng mình, vợ mình, cha mẹ mình, đứa con mình. Mình đặt niềm tin cho đúng. Mình phải tin nó, cái này không có tin. Nó làm thí mồ nó, nó hà tiện, nó không dám ăn xài. Một cách nó không dám nữa, nó bảo vệ mình, mà có tiền đi cho tầm bậy hết á, không có đưa cho nó. Nè, con cầm đi, con cầm được, con di chuyển nó, con làm một việc gì là mình dân làm chủ, nhà nước quản lý, nhà nước phải quản lý. Mình có Đức Phật, mình có ngôi trời, mình có tất cả các bậc thiền nhân, mình có sư phụ rồi thôi. Như thế thì mình nắm cái con cờ đó mà mình đi đi, thấy không? Như vậy đó. Nói nhiều cũng không phải tu đâu, nói tu cũng không phải tu đâu. Ra mạo diện làm y người tu về cũng không tu đâu, chỉ là khoe màu sắc à, để rồi đưa cái danh thân của mình lên á. Cho ta lại, ta quỳ, ta hầu hạ. Cộng thêm nghiệp quả. Kêu người ta lại Phật đi, về lại cha mẹ con đi, đừng tại thầy, đừng có lại ai hết. Cha mẹ mình á, bệnh hoạn hay đói khát hay là ngồi ăn cơm để mình đi chuồng hất mặt qua, vô nghĩa vô lý. Về đi, mình tu trong mấy gia đình của mình đi. Còn ai có lãnh hội lãnh việc thì người ta, ta làm, ta đi, ta lãnh cái hội đó, lãnh cái sứ đó, đó như thầy lãnh sứ mạng nè. Rõ ràng đó, 47, 45, 47, 8 gì đó, năm. Nhưng mà không biết là mấy, bao nhiêu năm có mặt ở thế gian này. Khi nữ, khi nam. Thì làm sao mình tường tận được? Còn quý vị là Bồ Tát nè, làm sao biết được này? Nha, đó, như thế. Mình phải chiếu hào quang, mình thấy vị này là Bồ Tát nè. Đó, rồi mình rầy, mình nói này kia nói, nhưng không phải Bồ Tát. Phàm. Mới tu lên mới thành Bồ Tát. Nói như vậy. Còn tất cả quý vị có chiếu liên quan thấy được cái tâm của mọi người. Phải nhìn. Mình nhìn mình rồi đó. Mình đặt tiêu chuẩn trong cái người mình. Mình mới nhìn người ta mới thấy được. Còn mình không nhìn mình. Anh em của mình y như mình vậy đó. Nè, máu đỏ nè. Nhớ không? Ừ. Nước mắt mặn. Da thịt nè. Trắng, đen. À, nói chuyện và khác nhau. Sắc màu của cái nước đó thôi, chứ còn không có xa đâu. Mình không nhìn mình không biết ai đó. Mình là người ta là mình. Phật là mình là Phật. Phật khi xưa Phật Phật cũng là người. Đó, thấy không? Ngộ thì làm Phật, mê làm chúng sanh đó, đó có lời nói đó hoài hoài đó. Rồi bây giờ mình nhìn mình đi là mình thấy hết, mình biết mình đi là mình biết hết. Mình tu đi. Mình tu rồi mình mới biết người đó không tu. Mình giàu đi, mình mới thấy nghèo. Còn nghèo với nghèo không thấy nhau gì hết đâu. Anh không có gạo, tôi cũng cái hũ khô khan đó nè. Thấy không? Anh phải có bồ lúa. Em không có gạo, sớt chia cho. Tình đồng đạo đó. Thấy không? Tất cả quý vị đã nghe, đã học rồi đó. Thấy chưa? Không phải nói là đồng đạo mà cái phái của mình đâu. Đồng đạo có nghĩa là trong cộng đồng thế giới này nè, ai là người tu? Thiên Chúa nè, Cao Đài nè, các nước đó, Mohammed gì đó, rồi Thánh Allah cũng là người đạo. Nhưng ta khác cái tập tục và nước của ta để mà trên nó sanh sanh quá quá đó, chuyển cái kiếp người ta phải ở đó đó. Vì người ta đã có tu nè. À, người ta đã làm một cái chuyện gì mà bây giờ người ta to lớn sống ở cái nước Tây Phương á. Người ta gần ở gần thành thị. Còn mình ở xa, trong vùng xa, vùng sâu á. Rồi mình là dân tộc tiểu số, còn ở dưới hầm, dưới hố nữa kìa. Đó là do chỉ đạo của
chiếc tàu vũ trụ của ai là người cầm nó? Đức mẹ. Ai là người cầm? Ông cha mình cầm. Chuyển kiếp. Tại sao? Tại sao cái làng đó bị lục bão? Tại sao cái làng đó bị mạt? Tại sao cái làng đó nghèo? Làm gì cũng được hết nè. Trồng cây cũng không được nữa nè. Nuôi cá không được nữa nè. Lúa không được nữa. Thì phải chỉ kham khổ. Tại sao? Tại sao miền Tây cá, trứng, cua, tôm, trái cây quá chừng nhiều. Ăn không hết. Miền Tây. Đó là Tây Phương đó quý vị. Bây giờ là ở đây là ngày nay đó là Nam Phương. Hồi xưa đó về Tây Phương để thành Phật. Bây giờ về Nam Phương để thành Phật. Đổi lên rồi. Nam Phương Phật. Mình tu phải hiểu, phải biết đó là ngồi thiền đó quý vị. Để siêu ra đó. Nào, cái mũi tên ma nó ở trong mình á. Mình dở, mình phạm vào tội nó bắn mình lũng liền cấm kỵ. Đó. Rồi mình bế tắc ra đâu có tu được. Cái tính tình gì mà nó bông chông bốc chốc không ngồi yên được. Mà nó đâu có cho là mình ngồi yên. Phật nói không trụ nha. Vô thường trụ mà trụ. Nó không hay. Nói như vậy. Phải ráng cố gắng. Chứ không phải nghe nói rồi cái mình là. Mình là vậy là thôi à. Tu hoài à, mình mài dũa nè nha. Cái thân tâm mình. Nguyện thân tâm thường an lạc. Đừng nguyện nữa. Mà cái thân này nó nuôi cái tâm. Cái nhà này nó cho mình đục mát, mưa, gió hay là ở. Thấy không? Cái thân này nó che cho, nó chở cho. Là nó là một cái cửa khẩu công ty để đem mặt hàng vào đó. Mình đem tầm bậy vô, đưa nhét ở trong cái tâm của mình. Làm cho cái tâm mình nó lu mờ. Cái tâm mình rất tuyệt vời quý vị. Sống và chết, giải thoát. Trường sinh bất tử luôn. Kỳ này đó. Mình chịu nặng lắm. Mà mình tu rất thấy nhẹ. Vì mình tu. Mình nhẹ quá rồi. Đó là mình hiểu được. Là mình tránh được. Không có mang. À, đi chợ bây giờ không mua gì hết nha. À, về mình hái mấy cọng rau. Hay là cái gì mình cần mua đó. Cái mình mua mà không có mang. Còn đem bao nhiêu tiền nắm. Cái gì cũng mua. Cái gì cũng mua. Tại vì mình không định. Thuyền phải định. Tu phải hành. Mình định coi mình ăn cái gì. Mình định coi mình nói này. Ta có phiền không? Anh em có phiền không? Từ xa gần có không? Đó, mình quyết định. Thuyền. Định. Phải đáng kiên nhẫn mọi điều. Khi mình đã bế tắc không hay. Nguồn ánh sáng tinh tấn của mình ở bên trong nó đã tắt. Tinh. Khí thần. Tấn là bước tới đó. Tinh tấn là bước tới. Không chịu đi mà. Làm sao? Dạ thưa thầy, con ngồi ở đây nhà con đi tu về bỏ chồng bỏ con. Bởi giờ không phải đâu. Đi đứng nằm ngồi bước một cái bước ta đã tu được rồi. Bước ra đây một chút ta nhờ rau cải đó mà giúp cho ta để mà nuôi cái dòng máu á. À, cho rau cải vô nó tiêu hóa nó ra nó để nuôi cái sắc thể này máu mỡ. À, như thế nào đó. À, mình cũng cảm ơn nữa đó. Cây cỏ trên quả địa cầu này nè. À, vậy chứ không phải người tu mà nó quan sát hiện trường rất kỹ. Rất kỹ lưỡng. Cái hiện trường bây giờ ở ngoài mình tránh cái gì tội lỗi. Đừng đưa vào tội phạm sát. Đó là cái hiện trường hôm nay. Nó nổi lên này cái nọ mình không cho nổi. Mình tầm cái lý đạo. Mình phải trao dồi với tất cả mọi người. Tốt, đẹp, ai cũng yêu mến mình hết. Nói vậy. Còn mình đi không? Nhìn đôi dép này đi, có ai chết gì đâu, mắc mớ gì chết đâu, đi đổi chi, đi mua chi cho có tốn tiền, để đồng tiền đó cho anh em uống nước, anh em ăn cơm, anh em bệnh uống sữa, được không? Nói vậy đó, chỉ có đậm bạc ngày qua thôi, cái thân mình mất mà cái đó còn để lợi chi cả đống mà, nói vậy đó. Còn cái hồn mình thì mình lai nè, cái chậu rộng con cá nè, đó, thấy chưa, rộng. Cái ao chứa con cá, cái hồ chứa tất cả các con mình nuôi đó. Đó thì nó lớn rồi mình bắt nó thì cái hồ này sau này cũ thì bỏ rồi. Nó đâu có còn xài nữa. Đức Phật nói mà. Đưa qua bên sông rồi chiếc đò rồi thì đâu có giác chiếc đò đi theo. Mình đã về cực lạc Tây Phương rồi. Đó là sự lúc đó của mình. Thôi bây giờ trong buổi sáng tinh mai ở tại rừng Thiên Linh. Thì bây giờ chúng con hồi nãy giờ đang nghe thầy đã nói nhắc qua đó.
thầy nói gì đó, bảo tôi rốt ráo hay là vậy đó, phải nhớ cái đề tài để em cháu nó gửi đi, đó là phước không, mà quý vị là hộ pháp nè, bữa nay còn ở hộ pháp, nếu mà về hết thì thầy nói chuyện nha. Cái ghe thì mắc cạn, có một mình nè, chịu rồi, không đẩy nổi mà không nói nữa. Các chị nó nói là mở trường học phải có người dạy, mở trường phải có ông thầy giáo dạy. Mà cái trường á, có giấy tờ nè, dạy tới là 300-400 em bé, còn cái trường này có 10, bởi vì bổ túc, học bổ túc thêm, và rơi đề thi thêm. Nè, con về đi, con phải bổ túc cái bài này nha, bài này con đang thất bại rồi đó, yếu điểm lắm. Thì mình vô mình học bổ túc. Thì ông về giáo mà học bổ túc, ông đâu có dạy nhiều gì, ông già rồi, ông về hưu rồi, ông nghỉ cái trường kia rồi, nhiều đời kiếp quá rồi. Bây giờ trở lại đây, học trò bây giờ nó mê ăn mê chơi, nó loạn hết ra à, như thế nào đó. Ít có đứa mà tinh tấn, ít có đứa mà nó học ngoan, học sinh học bổng lắm. Thì bây giờ phải có thầy giáo kèm. Nếu như vậy đó, ta không biết gì. Cô cậu bóng đồng này kia, khi ta mấy vị mà thánh nhân ta xuống đây ta sợ gần chết. Ta có khi nào ta dỗ ngực xưng tên là thánh nhân không? Cục vàng mà đem ra đường đấy nè, vàng nè, còn không? Nói vậy, mình biết cái vậy đó. Thôi, xin mời quý vị trì kinh, ngồi để đi khỏi chuồng mở nha. Đọc của Vi Lạc trước. Cứ ngồi yên tĩnh đi, khỏi lại khổ quỳ gì hết. Mình phải đắng hai quyển này nha, đề nghị. Thầy không đọc cũng được, mà thầy có phụ cũng được. Cho thầy cuốn Vi Lạc đi. Rồi, đủ không? Nhiều mà. Đủ vậy. Còn hơi đưa Quan Âm. Rồi, bắt đầu nha quý vị. Ngày qua mà mình phải nói lên á thì thỉnh ta thỉnh hết trơn hả? Phải chia ra hết trơn hả? Bây giờ còn lại thì ở đây có ai á, thì có buồn nhiều quá đó thì về đáng cố gắng. Bài cầu nguyện Đức Phật Vi Đà.